Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đôi Hàng Nhật. Đấy, mấy ngày nay thì em có chút việc nên là bận không lên video đều được các bác. Đấy, hôm nay thì hàng em mới về đây. Đấy, em về kho mới, em quay bên góc mới các nhá. Đấy, thì nay về lên cho các bác ít quạt, quạt này rất là đẹp luôn này. Đấy, đầu DVD. Rồi có một ít đài cassette các nhá. Sắp tới thì em về lô nhiều là cassette hơn. Đợt này mới về được lô ít thôi, mấy chục con. Các bác xem video thì vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào mà chưa đăng ký kênh vui lòng cho xin đăng ký kênh nhé. Mọi thông tin chi tiết có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em là 0968 634298 nhé. Đây, đầu tiên thì mở màn lên cho các bác mấy em đã cassette trước con này. Lâu lắm lên đã cassette đẹp cho các bác. Xem thử góc cam nào. Đấy, ok đấy. Đây con này, một em Natuna nhé. Con này thì đầy đủ nút niếc này, con này thì thiếu anten các anh này. Đấy. Anten thì các bác lên Shopee các bác tự đặt thôi. Natuna RX5300 5300. Con này hình thức còn đẹp coi nhá, có line in luôn. Chuyển đến các điểm bao gồm Australia. Con này giả tần 108. Trình rèn luyện rất kỳ công đúng không bộ chuẩn đó. Dân ta quan họ là hát đối đáp năng lứa, họ hát quan họ cả mùa xoan mùa thơ. Đấy, con này thì radio nó vẫn hoạt động các nhá, nhưng mà có điều là về các bác vệ sinh cái nút niếc của nó đi. Đấy, nó khá là bụi rồi vì hàng bên em nó là hàng nguyên bãi các nhá. Đấy, về nó bụi bẩn thì về các bác vệ sinh nút niếc nó đi, vẫn hoạt động đấy. Các radio thì vẫn ngon lành, giải tần 108 các nhá. Còn cassette này còn quay này. Đấy. Cassette còn quay các nhá. Về các bác thử đi. Nếu quay các bác cứ thay dây cu loa đi. Đấy, cho nó ok. Đây, mã số đầu tiên này. 129. Để cho các bác giá là 1,5 triệu các nhá. 1,5 triệu. Đấy. Hàng bên em thì khả năng là mấy ngày tới là dính vào ngày lễ nên là bọn em chưa đi đơn được. Bắt đầu từ các bác chốt thì cứ chốt thôi đến tầm mùng 2 bắt đầu em đi đơn lại cho các bác nhá. Đấy, các bác chốt thì các cứ cọc để đây thôi. Đấy, em chưa gửi đi được vì nó dính vào mấy ngày lễ chỗ nào nó cũng nghỉ rồi. Đây, Natuna, đài nằm này các này, cassette không. Natuna. Con này cassette không thì về các chủ các bác phải dọn rồi. Đấy, có vào điện rồi đây. Để xem nào. Cassette chưa quay các bác. Đấy, có vào điện nhá, đèn vu có nhảy này. Đấy, cassette không Natuna và Q5459 này. Mã này là mã số 130. Để cho các bác giá là 650.000 thôi nhá. 650k sấp bóng. Này rộng. Đây. Mắc mấy? 1980 con này, Sony CF 1980 Mark 2. Con này thì đầy đủ nút niếc con nhá, con này không gãy nút gì đâu. Đấy, nhưng mà nó bụi thôi, về các bác lau chùi đi. Hả? Đây, thiếu duy nhất thiếu cái chỉnh cái này là chỉnh cái gì? Đây chỉnh FM này, FVK này, VM VK này, đấy chỉnh AM FM ấy. Đấy các bác chờ em tí em lấy cái dây Sony. Đấy, tí em lên quạt cho các bác nhé. Quạt thì lần này em sẽ bán không bao ship rồi các nhá. Đấy, quạt thì nói thẳng luôn là không bao ship, em sẽ bán giá hợp lý cho các bác.
Đấy, bọn em sẽ không bao ship quạt vì quạt bọn em lấy giá cao và bây giờ em bán cho các bác lãi là 10.000 một đôi, ăn nhầm 50.000 một quái. Đấy, thì em không bao ship cho các bác nữa. Đấy. Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thấu hiểu nỗi vất vả của thầy và trò trên địa bàn, đồn đã nhận đỡ đầu cho một số. Đấy, con này radio nó vẫn hoạt động đó nhá. Đấy, nhưng mà về các bác cứ dọn dẹp đi, lau chùi nút niếc này đi cho nó ấy. Đấy, xem con cassette này nào. Cassette con này chưa quay đâu. Đấy, 1980 này con này, 1980 Mark 2 này thì thiếu mỗi cái núm chỉnh IMFM này thôi. Đấy, còn lại đầy đủ hết con nhá, đẹp này. Đấy, cái này thì về bụi trên này thì về các lau chùi phát hết luôn con nhá. Đấy, đây cho bắt đầu chốt này. Mã này là mã số 131, đẹp là toàn 1.8-2 triệu thôi. Đấy, để cho bác giá là 1.4 triệu thôi nhá, 1.4 triệu. Đấy, đài này thì các bác chuyển khoản hết em vẫn bao ship nhá. Đấy, riêng có bên em thì hiện tại bây giờ là có lọc không khí và thêm cái quạt là bọn em không bao ship. Đây, một em Sony con này, Sony đài dài con nhá, CBSW85, giải tần 108, hai cửa băng, đầy đủ nút niếc con này. Đấy, nhưng mà con này thì các bác về các bác lau chùi nó đi. Đấy, vì nó nguyên bụi thôi, em về như nào thì em lên như vậy thôi. Đấy, em thử xem cái con này thì dùng nguồn DC thôi nhá, DC 9V. Con này thì nó có hai giải tần đây nhá, FM và AM. Bên này là chỉnh AM con này. Đấy, còn cái núm xoay này là chỉnh FM. Đấy, nó có hai cái núm AM FM chỉnh riêng biệt nhá. Đấy, radio thì giải tần 108 hoạt động rồi. Cassette em thấy nó chưa chạy đâu. Đấy. Sony CBSW85. Đấy, con này lau chùi lên khá là đẹp con nhá, vì nó có hai núm xoay này, hai giải xoay giải tần luôn này. Đấy. Cho nó là chốt này. Con này dùng nguồn DC con nhá. Mã này là mã số 132. Để cho bác giá là 1 triệu nhá. Đấy. Các bác xem video thì vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho xin đăng ký kênh nhá. Đấy. Đây lên cho các bác của em này này. Một em này là một em cassette không của Pioneer các nhá. Pioneer. Đây Pioneer này. Này thiếu mất một núm gạt như này các nhá. Đấy, núm chụp này này. Đấy, nó có bốn núm thì đây thiếu một cái này. Hai đèn vu nhá, hai đèn vu rất là đẹp luôn. Con này thì có cả ra vào đây con này. Đấy. Input và output. Pioneer CT4040A. Đấy. Ui đèn vu rồi con này. Rất là chất luôn. Đấy, không biết cassette nó có chạy không. Cassette thì chưa chạy được ạ. Đa phần những cái này thì về các bác phải thay dây ở đây. Phải thay dây cu ra được các bạn. Đấy. Để thay dây chun dọn dẹp đi cho nó đẹp. Nhưng con này thì hai đèn vu nó rất là đẹp các anh nhá. Đấy. Ốp hai viền gỗ các anh nhá, ốp gỗ này. Có cổng ra vào đàng hoàng. Đây, chúng ta chốt này. Pioneer. Mã này là mã số 133. Để cho bác giá là 1 triệu các anh nhá. Đấy, 1 triệu. Đây, một em đài đấy này các bạn. Một em đài Victor.
Em này là Victor, xem mô đen RC575 có nhá, Victor RC575. Đấy. Ô, con này thì vận chuyển về nó bị vỡ rồi các bạn. Vỡ hai bên luôn. Đấy. Nhưng mà cái này thì nếu các bác lấy về các bác trưng bày hay các bác deco như này vẫn ok nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy nó ở bên mặt đằng sau. Đấy. Vào điện sẽ xẹt ra này, bẩn nút đâu đây rồi, đấy, bẩn nút rồi, cassette còn quay luôn này các này, đấy, con này giải 108 nhá, rất đẹp luôn, đấy, nhưng mà có vào điện nhưng mà như chưa thấy kêu gì, nó bẩn nút rồi, đấy, chỉ xẹt xẹt này thôi, cassette có quay thôi nhá. Đầy đủ nút niếc anten, chỉ có vấn đề là như này thôi, vận chuyển về như này thì hàng nó hàng nguyên bãi, về có như nào em báo các bác như vậy nhá. Đây Victor này, cho bác nào lấy về dọn dẹp này, mã này là mã số 134, để cho bác giá là 800k nhá. Đấy, 800k. Đây bác nào thích đầu video, đầu băng video, đầu DVD, đây em có một hai con này đẹp đẹp nó lên cho các bác. Một em đầu video của đầu băng video của Mitsu coi nhá. Mitsu này. Đây, vào điện này các này. Con này thì em chỉ báo vào điện cho các bác thôi chứ em chả có băng để thử cái này. Đấy. Bác nào lấy về bác nào biết thì các bác lấy thôi. Đấy, đầu băng video chứ em cái này thì nó thật là em không biết thử kiểu gì cho các bác cả. Băng thì không có. Chỉ biết cắm điện thử thôi. Đấy. Mitsu Mitsi. Mã này là mã số 135. 135 này để cho các bác giá là 400k. 400k thôi nhá. Đây. Khả năng là một hai hôm nữa là em chuẩn bị em chuyển sang em livestream thôi nhá. Đấy, livestream vào khung giờ nào thì em sẽ báo cho các bác vào lúc gần nhất các nhá. Đấy, nay thì em chưa xác định được vì mai nó còn dở chút việc. Đấy, còn sắp tới là chắc chắn em sẽ chuyển sang livestream các nhá. Đấy, mong các bác ủng hộ em. Đây, một em Pioneer con này. Pioneer đầu DVD các nhá. Modian DV535. Đấy, con này mặt vàng rất đẹp luôn này. Đấy. Anh này xem lại em ổ điện này. Không có rút đâu, vừa chưa cắm luôn đâu. Hả? À? Ở đây. Ở đây lên rồi, nó lỏng cục nguồn có nhá, lỏng cục nguồn này. Đây. Con này thì em chỉ bao vào điện cho các bác thôi, chứ còn nếu mà để mà thử đĩa thì chắc chắn là về các bác phải dọn rồi. Đấy, có chạy thì về các bác vẫn phải dọn thôi. Con này đĩa cũng chưa ra rồi, open cũng chưa ra con này. Đấy. Mặt vàng rất đẹp luôn. Pioneer đầu DVD các nhá. Quá đẹp luôn. Đây đằng sau của nó này. Đấy, cho bác nào về dọn dẹp này. Mã này là mã số 138 136. Để cho bác giá là 600k các nhá, 600k về các bác dọn dẹp. Con này mặt vàng rất đẹp nhá các bác nhá. Đấy, Pioneer.
Đây, tiếp tục một em Victor các bác này, Victor của DVD nhá. Khá là đẹp, nay em chọn được một hai con đầu DVD rất đẹp các nhá. Đấy, nhưng mà chủ yếu về các bác vẫn phải dọn thôi, chứ nó là hàng nguyên bãi rồi. Ui, con này da vàng ngon lành luôn các này. Ấy, con này chạy da vàng ngon lành luôn. Đấy, màn hình ở dưới này nhá. Đây, play, stop và lau này. Đấy, về các bác thử đĩa nhá, về nếu mà chạy thì các bác dùng thôi, em thì em cứ bán điện, bao vào điện cho các bác thôi. Đấy, chứ cái này thì em không ấy đâu. Đây, ra vào nó như này các bác nhá, nhiều bác bảo quay mặt sau đây, quay mặt sau cho các bác. Victor, đầu DVD này. Mã này là mã số 137. 500k các bác nhá, 500.000. Đấy. Các bác xem video ưng mã nào liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại nhé, 0968 634 298. Đấy, bây giờ thì nó sẽ lên nhanh cho các bác mấy em quạt cho con này. Quạt này rất là đẹp. Đấy, nhưng mà quạt thì chuyến này em sẽ không bao ship cho các bác nhé, và lý giúp em vì đợt này em bán cho các bác cái giá hợp lý thôi. Đấy, mỗi cái lãi vài chục. Đấy, con này bù con kia thôi. Đấy, chứ nếu mà đội giá lên mà bao ship cho các bác thì bán nó cao. Đây, một em Toshiba các nhá. Rất qua nhìn thấy, con nhìn thấy lồng của nó không? Lồng sáng choang luôn các nhá. Đấy, Toshiba. Con này rất đẹp luôn nhá, lồng cực kỳ sáng luôn. Đấy, em sẽ thử điện nào. Đây con này, ui, Toshiba, con này chạy rất ngon lành luôn, ui rất lắm gió luôn coi nhá, đấy, chạy ngon lành, đấy, cánh cực kỳ đẹp, lồng sáng choang luôn, đấy, tốt năng đây, đấy, tốt năng này, đấy, quay ok ngon lành luôn con này, con này là con quạt Toshiba quạt lửng các nhá, quạt lửng này. Đây các bác hạ nâng lên được này. Đấy, quạt lửng nhá, con này thì đẹp xuất sắc rồi. Đấy, đây cho các bác xem một vòng, con này quá đẹp luôn, Toshiba. Con này thì bây giờ là em bán sẽ không bao ship con nhá. Đấy, quạt này em cũng không bao ship đâu. Đấy, nên để cho các bác giá hợp lý thôi, con này quá đẹp luôn, các bác nên chốt những em như này, mới tinh luôn. Mã này là mã số 138, 1.2 các nhá, 138 để cho các bác giá là 1.2. Đấy, các bác lưu ý là quạt này em không bao ship. Đấy, mà bù lại nó rất là đẹp các nhá, con như này thì quá đẹp luôn. Đây, tiếp theo là một em này, là một em San các nhá, Sanyo màu xanh rất đẹp luôn này. Đấy, quạt này thì trước khi gửi đi em vẫn lau dầu chỉnh chu cho các bác nhé. Đấy, trừ khi con nào thanh lý thì em báo các bác thanh lý thôi. Đấy, San này, úi giời, chạy ngon lành luôn, San như xanh nón chuối. Đấy, tu năng này, úi giời, quá ngon lành luôn. Con này cũng là một con quạt lửng các nhá, quạt lửng của San như này. Đây các bác cho ở đây là lên này. Đấy, đây là quạt lửng nhá, Sanyo xanh nón chuối, chạy ngon lành. Con này thì cũng còn đẹp quá nhá. Đấy, hàng nguyên bãi về như này là quá đẹp rồi. Đây, cái này thì nó hơi chấm nhẹ thôi, không đáng kể gì các nhá. Đấy, mã này là mã số 139, để cho các giá là 1.000.000 các nhá, 1.000.000. Xem nào, có con nào đẹp đẹp lên cho các bác. Đây, tiếp tục một em tô này. Tô này thì cũng cực kỳ đẹp luôn, như con tô của em vừa lên thôi. Đấy, quá đẹp luôn, lồng với lại cánh này các bác nhìn này. Đấy, lồng với cánh nó sáng choang luôn, quạt lửng các nhá. Tô gì? Ui,
Ui, ngon lành luôn này. Dùng rất lắm gió đúng không anh nhá. Đấy, tuy là quạt lửng rất nhiều gió luôn. Đấy, rút năng chạy ok rồi này. Đấy, em rút lên. Đấy, con này thì quạt lửng thôi nhá. Lên xuống được này. Đấy. Chạy ok ngon lành luôn, Toshiba. Quá đẹp luôn này. Đấy, quạt này các bác vào mùa rồi, các bác không chốt thì chốt em nào bây giờ. Đấy, quá đẹp luôn. Mã này là mã số 140 để cho bác giá là 1.300.000 các nhá, 1.300.000. Đây, tiếp tục là một em Sanyo các bạn. Sanyo màu xanh này. Xem nó chạy không nào. Con này là con quạt bàn này các bạn. Quạt bàn nhé, bàn của Sanyo. Đây, bàn của Sanyo. Cái này thì về các bác chấm lại tí nhá. Đấy, lồng của nó chấm lại tí ở đây. Đấy, còn lại là rất là sáng nhá, logo Sanyo rất đẹp luôn này. Con này thì chưa chạy đâu. Chưa chạy các bạn. Chưa chạy nhưng mà nếu mà các bác nào chốt thì em vẫn bao chạy cho các bác nhé. Này khả năng khô dầu rồi các bạn. Đúng rồi, khô dầu. Nhìn cảnh nó quay từ từ này biết là khô dầu rồi. Khô dầu các bác nhé. Khô dầu lắm rồi. Đấy, con này thì em bao chạy cho các bác nhé. Bao chạy ngon lành cho các bác. Đấy. Đấy, bao chạy xong rồi em lau dầu cho các bác mà. Lau dầu thì mới chạy được chứ. Bao chạy cho bao lau dầu cho các bác trước khi gửi mà. Đấy. Quạt bàn của Sanyo con này. Con này thì rất là đẹp nhá. Đấy, em vẫn bao chạy cho các bác, các bác yên tâm đi. Đấy. Mã này là mã số 141. Để cho các bác giá là 700.000. Đây, tiếp theo lên một em nữa cho các bác này. Đây là một em Hi các nhá, Hitachi này. Hitachi này thì rất là đẹp nhưng mà nó đang hiện tại đang thiếu cái đầu bên trong này nhá. Em vẫn bao đủ cho các bác cái đấy. Đấy. Cái núm đầu bên trong kia kìa. Em vẫn bao đủ cho các bác. Đấy. Đây con này em sẽ thử điện nhá. Con này thì quá mới, quá đẹp luôn các bác này. Đấy. Hitachi quạt lửng các bác nhá. Đấy, quạt lửng này. Lồng đẹp. Đấy, cánh đẹp. Đây, chạy ngon lành luôn. Đấy, Hitachi. Đấy, tốt năng chạy ok các nhá. Đấy, con này thì mặt này của nó rất là đẹp luôn, Hitachi nhá. Đấy, chạy ngon lành, ok hết. Đấy, còn cái núm kia thì em bao đủ cho các bác rồi. Đấy. Các bác cứ chốt là các bác báo em thôi. Còn em đấy, quạt này thì em không bao ship các nhá. Đấy, giá hiện tại bây giờ là em sẽ không bao ship quạt. Đây, cho các bác chốt em Hitachi này. Mã này là mã số 142. Để cho các bác giá là 1.100.000 các nhá. 1.100.000. Đấy. Các bác xem video thì vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho xin đăng ký kênh nhá. Đấy. Các bác ưng mã nào thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại nhá. 0968 634298. Đấy. Khả năng thì tầm mai hoặc ngày kia là em chuyển sang live stream nữa nhá. Hôm nay thì em quay video ngắn này thôi. Đấy. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh của em nhé. Xin chào các bác, hẹn các bác ở những video tiếp theo.